Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 5 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh với thông tin về thời tiết trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, từ đêm qua đến sáng nay mưa rông vẫn xuất hiện nhiều nơi trên địa bàn tỉnh quảng ninh nên thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu dự báo đêm nay và ngày mai tỉnh quảng ninh chịu ảnh hưởng của rìa nam dạnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao nên trời nhiều mây đêm và sáng có lúc có mưa rào và rông trưa chiều giảm mây trời nắng trong mưa rông thì cần đề phòng có lốc xét và cả gió giật mạnh nên nhiệt độ giữ ở mức tương tự như ngày hôm nay cụ thể ở các địa phương miền đông, miền tây và cả thành phố Hạ Long nhiệt độ thấp nhất khoảng 23-24 độ, còn cao nhất trong ngày mai cũng chỉ ở ngưỡng 28-29 độ. Còn đối với vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô tô cũng phổ biến là nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và rông, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 3-4, mức nhiệt độ giao động trong ngưỡng từ 24 cho đến 28 độ. Vừa rồi là phần dự báo thời tiết tỉnh Quảng Ninh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay và ngày mai, khu vực phía đông bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, với thời gian mưa tập trung chính về chiều tối, đêm và sáng sớm. Còn trong ngày thì vẫn có những khoảng thời gian tạnh giáo, nhưng nhìn chung thì vẫn khá nhiều mây. Do có mưa nên ở đây vẫn duy trì thời tiết khá mát mẻ, còn nhiệt độ trong ngày mai sẽ dao động ở ngưỡng là từ 28 cho đến 31 độ. Còn tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, ngày mai trời có nắng, nhưng đến chiều tối mai thì có mưa giải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai, giao động trong khoảng là từ 30 cho đến 33 độ, có nơi thì cao hơn. Còn tại khu vực miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, chỉ có mưa ở một vài nơi, cân đê phong, lốc xét, mưa đá và cả gió giật mạnh trong cơn rông. Ngày mai trời nắng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở đây sẽ phổ biến ở ngưỡng là từ 31 cho đến 34 độ. Trong khi đó, với các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở xuống cho đến Bình Thuận, đêm nay có mưa ở một vài nơi, ngày mai thì trời nắng. Riêng khu vực từ Quảng Nam xuống đến Phú Yên, cục bộ có nắng nóng. Nhiệt độ ở khu vực này trong ngày mai sẽ giao động trong khoảng là từ 33 cho đến 35 độ, có nơi thì cao hơn. Còn tại khu vực phía Nam, nắng và nóng đang có xu hướng giảm nhanh. Khu vực Nam Bộ chỉ còn nắng nóng cục bộ với nhiệt độ là từ 33 cho đến 36 độ. Lưu ý là về chiều và tối, Nam Bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Còn ở khu vực Tây Nguyên, ngày mai khá nhiều mây, có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên sẽ là từ 31 cho đến 34 độ. Lưu ý là trong cơn rông cần đề phòng có lốc xét, mưa đá và cả gió giật mạnh. Trong đêm nay và ngày mai, gió trên hầu khắp Biển Đông, bao gồm cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa chỉ ở khoảng ở mức cấp 4. Còn tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai, cường độ mạnh hơn ở mức cấp 4, cấp 5. Lưu ý khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa giảm. Trong mưa rông có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nên tàu thuyền cũng lưu ý để đảm bảo an toàn.